Anh ơi, dậy đi làm, 7 giờ rồi. Alo, Mai hả? Ừ, chồng tao kiếm được việc làm rồi mày ơi. Ừ, ổng làm cái gì bên giao dịch á. Thì bận đồ đẹp mà đi tiếp khách mấy ông dạo dạo đó mày. Chắc tiền nhiều dữ lắm. Ừ, chứ sao, chồng tao mà mày. Có gì bữa nào tao qua chơi. Vậy nha. Ủa gì? Anh đi làm ăn đồ gì kỳ vậy anh? Bộ đồ mới em mới ủa chẳng đâu, sao không bận? Rồi đi làm mặc đồ mới thì cho nó dơ em. Đi giao dịch mà dơ gì? Ngồi nói chuyện không mà cũng dơ đó hả? Ngồi nói chuyện đâu, ngồi nói chuyện. Trời ơi, chở mấy con dịch đi giao vòng vòng thấy bà luôn á. Đó nói chuyện. Chát mấy bữa trước, bữa nay nó mọc tinh nữa. Anh hồi vô xử lý cái TV chống giùm em đi. Hư nữa rồi kìa, bắt lúc được lúc không. Để nó đi, xíu anh vô anh xử lý cho. Cái TV gì đồng tháng hư 80 lần. Có mấy chục ngàn. Cái tay quay xong chưa anh? Rồi nè. Gì vậy? Mới xử lý cái TV cho bà gia trai luôn rồi đó. Cái TV chà bá nghĩ sao mà có 50 ngàn. Biết mua đồ gia trai gì mắc cái sợ. Tôi kêu ông xử lý là ông sửa cho tôi. Ai kêu ông bán gia trai? Ông chạy theo ông lấy cái TV lại cho tôi ra. Tối nay ông có TV coi hoạt hình á là ông biết với tôi à. Trời ơi trời, thiệt chứ sửa thì nói sửa. Xử lý tôi không bán. Chị cũng tới cô ơi. Anh đâu rồi? Cái gì em? Anh xúc miệng lần nào cũng không đậy dây kem lại hết trơn nha anh. À mà anh quên, em đẩy lại mạnh luôn đi. Lần nào cũng vậy hết trơn, bực bội. Anh xúc miệng lần nào cũng không đậy dây kem lại hết trơn nha anh. Đúng là con trai của ta. Mời để. Anh ơi, đâu rồi? Anh nè. Trời ơi, anh ở dơ vậy, ở dơ dữ vậy anh? Ở dơ gì? Cả tuần nay không xúc miệng, vậy không có dơ chứ là gì? Thôi hiểu rồi. Bực bội. Ủa, đi đâu ra ngoài này với em? Ơi, vụ gì kia không đứng lại gì chứ nghe chạy. Con Hạnh với ai, nó chơi xấu em chứ gì. Đó, thấy chưa. Từ đầu đã nói rồi, con nhỏ đó không có tốt, mà cứ đè đầu chơi hoài. Kể anh nghe coi. Anh nhớ bữa em mở tiệm tập quá không? Nó lại nó xin chai nước rửa chén. Em nể tình bạn bè em cho nó 2 chai luôn. Quá tốt. Em buôn bán là bạn bè xin là em cho à. Tới nó bán, em xin nó không cho. Công lý ở đâu, công bằng ở đâu? Người kỳ cục quá trời. Có qua phải có lợi chứ, sao chơi vậy được. Nó bán gì? Nó bán vàng. Em xin nó có cây vàng mà nó không cho. Bà bán vàng ta xin bà cho không? Ủa, làm gì ngồi đây có một mình nha em? Thì đang gầu chứ có gì đâu. Nè, mặt phù lù nè, không thấy gì, nữa sinh xong á đi tập gym để cho giảm cân nữa chứ gì. Ôi, tập gym chi cho tốn tiền em ơi. Em ăn đại đi, ăn đại cho anh. Đừng nuốt là được rồi. Hay quá ha. Ông còn cách nào hay hơn nữa không? Nói chuyện với em cũng như không. Còn cách nữa. Cách gì? Cái này cũng tập thể dục nữa mà không tốn tiền. Em ngồi em lắc qua, em lắc lại, lắc qua, lắc lại nè. Em lắc hoài cho anh. Cái gì kỳ vậy? Rồi tập buổi nào? Sáng hay tối? Không có sáng tối gì trơn. Tập này cái lúc mà người ta đưa đồ ăn cho em á. Ông đi vô à? Mày tính làm cái gì? Cái gì? Vô công ty làm hả? Nghe lời ai vậy? Cái gì? Vợ mày kêu đi hả? Trời ơi, tao nói mày nghe, bạn bè thân lắm luôn á, tao mới nói nha. Đừng có bao giờ tin lời phụ nữ. Không đúng gì hết trơn á, nghe làm gì? Ừ, nghe lời tao đi. Nghe rõ không? Nhắc lại lần nữa cho nghe nè. Đừng bao giờ nghe lời phụ nữ trong khi có một người ở trong nhà rồi. Hiểu không? Kêu làm công ty cứ đi làm đi. Ừ.
vậy nghe. Ha 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 ha